Miền đất ánh sáng trong cả năm. Xứ sở phép thuật nằm ở phía đông nam của miền đất ánh sáng, nơi có một tòa lâu đài cổ chìm trong những điều bí ẩn và kỳ lạ, những trò ảo giác, những nhân vật thần kỳ, những bí mật sâu thẳm mà chưa một ai khám phá. Xứ sở băng giá nằm ở phía tây bắc của miền đất ánh sáng. Cư dân băng giá mang vẻ bề ngoài lạnh lùng và gai góc, nhưng khi bạn đang làm tan chảy được những trái tim ấy, bạn sẽ thấy được bản chất dịu dàng và tinh tế của họ. Xứ sở hội hè nằm ở phía tây nam của miền đất ánh sáng, nơi những dòng rượu vang và bia luôn ngập tràn, và mỗi ngày đều là cuộc vui lớn cùng những giây phút sảng khoái và những khoảnh khắc khó quên. Nhóm người khổng lồ canh gác xứ sở muôn hoa với cây cầu vàng dẫn vào miền đất ánh sáng. Những người khổng lồ có khả năng nhìn thấu được tâm can và sự chân thành của những người lạc vào xứ sở muôn hoa qua sự kết hợp những khúc điệu lãng mạn của tình yêu. Nằm ở miền đông của miền đất ánh sáng, xứ sở muôn hoa là một nơi tinh thiên được dành riêng cho những trái tim trong sáng nhất. Nơi đây là khu vườn của nữ chúa hoa, chốn thần tiên dành cho sự tái sinh của tâm hồn. Vùng đất tràn ngập trong những loài hoa xinh đẹp nhất và được chăm sóc bởi một nhóm tiên nữ sống trong khu vườn. Xứ sở huyền bí nằm sâu dưới lòng đất của miền đất ánh sáng, là nơi sự huyền bí luôn hiện diện khắp mọi ngõ ngách. Sự bất ngờ và háo hức là bản chất của vùng đất này. Xứ sở này được cai trị bởi những nhân vật lạ lùng nhất bước ra từ huyền thoại. Vùng núi lửa là biểu tượng của sự ấm áp và nhiệt huyết.
Giữa vùng đất là tòa lâu đài của Lưu Chúa Lửa, có hình dáng như một đóa hồng đỏ rực nở ra từ miệng của ngọn núi lửa vĩ đại. Những cư dân vùng núi này có vẻ bề ngoài hoang dại và đáng sợ, nhưng thực chất họ tràn đầy sức sống và niềm hăng say. Thank you.
tay sợ đây. Thank you.
Sau cuộc thi tài, vương miện hướng dương đã được trao tặng cho vùng đất núi lửa. Chính là vùng đất có màn trình diễn đặc sắc nhất, khép lại sau nghệ thuật của người Án Dương. Nếu yêu thích sâu diễn của người Án Dương, quý khách hãy thân mật cho người thân và bạn bè để cùng thưởng thức. Duy nhất tại sân khấu bài Án Dương với hai sâu diễn của mình là bài Thiên Phúc và Thầy Tướng Tiên trình thứ ba. Còn giờ là người quan để các nghệ sĩ cùng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.